mỹ mãn. Mô Phật, kính chào tỳ kheo Pháp Tính, kính chào đạo tràng. Bây giờ sư gửi mic lại cho MC để cho quý vị thỉnh pháp sư nha. Kính chúc quý vị thỉnh pháp được an vui ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa, nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con đã thấy sư phụ Pháp Tính vào đến room. Nguyên như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu A Ra Ha Tu Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka Thipati Sahampati Katan Chali An Thiwarang Ayajatha Santi Thasantam Parajang Kajatika Dese Tu Thammang Anukam Bimama Chang Santam Ma Phê Rinh Vi Nhà Dân Cha Ca Giang Sua Tân Cha Bần Thân A Phi Thầm Ma Châm Măng A Cô Ta Dân Tô Cha Tu Sân Cha Đân Đăng Ba Bồ Tha Này Dê Pa Ri Sa Ya Man Chê E Vang Sa Hâm Pa Ti Brahma Pha Ga Văn Tăng A Ya Cha Tha Tuân Hi Pha Vê Na Tăng Bú Thu Ka ruan ye na thi wa sa ya tan ha wu ta ya pa de na mi ka da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to Tato Bhavuti Sambhutho Anunatham Madesanang Makhavasani Desesi Satantang Anthasintakang Tena Satuayo Phante Desetu Tham Madesanang Sambhajitha Parisaya Anukambam Vikatawe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và hôm nay, nhân ngày Christmas Eve, con xin cầu mong cho chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và chư vị Phật tử một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, thật là hồn nhiên, không có lo gì hết, mà mình chỉ tập trung để mà tu hành tinh tấn và đạt được đạo quả giải thoát trong một ngày rất là gần. Và nguyên như con xin thay mặt tràng kính thỉnh chi phụ sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá,
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều và rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị nam phụ nữ. Hôm nay chúng tôi tưởng ngày lễ xiết mát thành không có học chứ. Tưởng quý vị đi ăn lễ hết rồi, cũng cũng nhờ Nguyễn Như báo cho chúng tôi biết là hôm nay là học chứ. Chúng tôi tự nghĩ rồi. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục ôn về cái phần thập nhị nhân duyên. Ở đây chúng tôi dùng cái tiếng ôn, ôn bài đó. Nhưng mà thật sự ra đó là ở trong cái giáo trình mà lúc trước chúng tôi học, khi mà mình muốn hiểu rõ về bánh xe duyên sinh hay là thập nhị nhân duyên, thì sau khi mà mình học vô minh duyên hành, hành duyên thức đồ này vân vân, cho đến lão tử sầu bi khổ u ai rồi đó, thì chúng ta phải học, chúng ta phải học qua những cái sự mà nó trợ sanh, có nghĩa là những cái mắc xích của cái duyên này duyên kia, bằng cách là chúng ta phải hiểu rõ qua sáu cái khía cạnh: ba thờ nè, bốn yếu lược nè, rồi ba tục đoan nè, 20 hành tướng nè, ba lưng nè, rồi hai căn, hai căn bổn đó. Thì chúng ta phải hiểu qua sáu cái khía cạnh đó thì nó mới thấm nhuần về cái thập nhị nhân duyên. Mà hồi bữa giờ đó thì chúng tôi cứ cố gắng, chúng tôi ngồi chúng tôi giảng hoài giảng hoài, thành ra chúng tôi không biết là quý vị đến cái phần mà thuộc về ba thờ yếu lược, quý vị có nhớ được bài không, quý vị có hiểu được bài không. Thành ra nó rất là băn khoăn. Thí dụ như ngày xưa đó, chúng tôi học cái giáo trình này thì được viết ở trên bảng, rồi cái lớp học đó, người ta ngồi người ta học trực tiếp. Thành ra đó, nếu mà giữa cái lớp học, giữa cái người dạy và cái người học đó, có hiểu hay không đó, thì lúc đó mình nhìn cái lớp học đó, thì mình sẽ biết được. Còn bây giờ đó thì ở trong cái màn hình, thành ra đó không có cũng như là không có nắm được, không có nắm được, không có biết được quý vị. Thành ra đó chúng tôi không biết là quý vị bữa giờ chúng tôi giảng như vậy đó thì quý vị có bị rối không, quý vị có rối không. Thôi bây giờ chắc chúng tôi phải trắc nghiệm lại, có nghĩa là bây giờ chúng tôi trắc nghiệm lại thì cho quý vị, để quý vị dễ hiểu hơn. Chứ chúng tôi cứ giảng riết nhiều khi ở trong cái lớp học, quý vị cũng không hiểu chúng tôi đang nói về cái khía cạnh gì. Tại vì thật sự ra thập nhị nhân duyên này đó, nếu mà mình nói nó đơn giản thì nó không phải đơn giản đâu quý vị. Mà mình nói khó thì cũng không phải là khó. Tại vì ở đây với cái kiến văn của mình học là mình chỉ biết, chỉ học để mà mình nhớ, mình biết. Khi nào mình học lại lần thứ hai hoặc thứ ba, hoặc là mình hành đạo đó, mình ngồi mình suy ngẫm thì lúc đó chúng ta mới sáng tỏ. Còn bây giờ chúng ta học là chúng ta để chúng ta có kiến thức thì chúng ta mới gọi là cái trí văn đó. Rồi khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập đó, rồi mới có cái trí mà suy tư, mình suy tư tại sao mà có những cái dòng sanh tử luân hồi này, cái mắc xích này nó như thế nào, thì như vậy gọi là cái
cái trí mà mình suy tư. Rồi khi mà mình suy tư rồi đó, mình tu tập thì mình mới biết rõ do những cái hành động này là do vô minh nó chi phối. Rồi ở đâu mà có vô minh thì ở đó nó có tham ái. Đó thì khi mà chúng ta tu thì cái trí của chúng ta lúc đó mới thấy được những cái điều này. Thành ra đó, ở trong cái bước đầu tiên đó, thì chúng ta cần phải có cái trí văn. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay thì không biết quý vị bây giờ quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng tôi để chúng tôi lễ bái tâm bảo tóm tắt đi, rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học. Arahang samma sambuddho bhagavato tang pavantang apivademe sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha manamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, vậy thì đối với cái thập nhị nhân duyên, thì chúng ta đã học, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, rồi sanh duyên cho hữu, lão tử sầu bi khổ của ai là do sanh mà nó có mặt. Vậy thì khi mà chúng ta học hết 12 cái chi đó rồi, thì bây giờ còn cái phần kết lại, là có nghĩa là chúng ta muốn hiểu rõ về bánh xe duyên sinh thì chúng ta phải hiểu nó qua 6 cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là ba thờ. Ba thờ có nghĩa là cái Atha mà hồi bữa chúng tôi đã giảng đó, ở trong ba thờ đó nó có gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thờ quá khứ, đúng rồi, quá khứ, rồi hiện tại, vị lai. Vậy thì cái thờ quá khứ đó nó gồm có hai chi, vô minh và hành. Hiện tại á, thì thời hiện tại thì nó có, gồm có 8 chi: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Đúng rồi. Thời vị lai 2 chi: sinh và lão tử. Vậy thì ở trong cái phần mà ba thời này đó là chúng ta đã hiểu rồi, thật ra cái thờ ở trong duyên sinh là để mà chỉ cho chúng ta phân định, chúng ta biết được, chúng ta biết được cái pháp nào mà nó thuộc về quá khứ, cái pháp nào mà nó thuộc về hiện tại, cái pháp nào mà nó thuộc về ở trong vị lai. Đó thì phân ra cho chúng ta hiểu, cho chúng ta biết như vậy thôi. Chứ thật sự ra đó là quý vị thấy rằng đối với cái sự mà già, cái sự lão mại của pháp đó, ví dụ như đối với danh sắc hay là lục nhập đó, nó vẫn bị già, nó chi phối từng giờ từng phút từng thời gian. Nhưng mà ở đây đó để mà kể vào cái thờ cho chúng ta biết đó, để mà chúng ta phân định ra, để mà dễ mình dễ dung thông hoặc là mình biết được đối với những cái mô thức này đó, thì nó hình thành, nó hình thành do đâu. Thí dụ như bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là đối với
tại sao mà chúng ta có cái thân này? À, cái thân này có nghĩa là thức danh sắc lục nhập nè, à, lục nhập rồi xúc thọ đồ này kia nè. Đó thì mình đặt câu hỏi là tại sao có cái này? Thì để mà mình học về những cái thần này á, là mình để mình biết được là do là vô minh, là do vô minh, là những cái hành động ở trong quá khứ, là quá khứ nó đi trước, có nghĩa là mình biết được do cái tính chất tập khí sanh tử là trong các cái nghiệp thiện nghiệp ác, là nên chúng ta mới thực hiện cái việc tốt việc xấu đó để chúng ta có mặt ở trên đời này đó. Thì chủ yếu là chúng ta học là để chúng ta biết được như vậy, để mà chúng ta làm rơi rụng là những cái tà kiến là mà nó thường còn, hoặc là những cái tà kiến mà nó nặng, có nghĩa là đoạn kiến đó. Đó, chủ yếu là chúng ta học, chúng ta biết được là chúng ta đã huân tập là các cái nghiệp là từ trước tới giờ đó, thành ra ở trong cái vô minh mà hành là cái sự huân tập ở trong quá khứ, rồi thành ra ở trong hiện tại mình mới có là cái thân này ở đây, mà cái thân này ở đây được gọi là danh sắc, à, hoặc là thức tái sanh, hoặc là lục nhập, hoặc là xúc thọ, vân vân. Đó, chúng ta học ở trong ba thờ chủ yếu là để mà chúng ta biết như vậy. Rồi rồi kế tiếp á, mà chúng ta học về bốn cái yếu lược, bốn cái yếu lược. Bốn cái yếu lược là mình bốn cái yếu lược, bốn cái yếu đoan đó, nhà bốn cái yếu đoan đó, bốn cái yếu đoan này đó, bốn cái yếu đoan này thôi bây giờ Hồng Nhung ghi lên giùm chúng tôi đi. Bốn cái yếu đoan, bốn cái yếu đoan này là nhân quá khứ, nhân quá khứ là hay là các pháp quá khứ đó, nhân quá khứ đi, vô minh và hành. Vô minh và hành, nhân quá khứ, vô minh và hành, rồi quả hiện tại, quả hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Rồi nhân hiện tại ái thủ hữu, ái thủ hữu, rồi quả vị lai sanh lão tử, rồi đó, cái này gọi là, cái này gọi là bốn yếu đoan. Thì thật sự ra đó, chúng tôi biết là khi mà nhắc đến ba thờ hoặc là bốn yếu đoan hoặc là bốn yếu lược gì đó, làm cho quý vị nó hơi bị lậm cầm, nó hơi bị, cũng như là mình thấy là cũng như là nó hơi rối. Giống như Nguyên Như mới đầu là nói là dài quá, nhiều quá. Thật sự ra đó, nhờ cái này nè mình mới làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó tăng trưởng, cái trí tuệ chúng ta nó tăng trưởng. Vậy thì bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình nghe nói cái câu mà bốn yếu lược hay là bốn cái yếu đoan, thì cái này là nó có gì quý vị? Mình coi cái tựa thì mình biết cái yếu đoan này á, cái yếu lược này nó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta
gồm 12 cái chi pháp này nè, 12 cái là vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh sắc rồi đó. Mình gồm 12 chi này để mà mình phân tích gọn lại, mình phân tích gọn lại thì nó chỉ còn có bốn cái mối, bốn cái mối chính mà dựa trên cái nguyên lý nhân quả đó. Thay vì hồi bữa mình học, hồi trước giờ mình học vô minh viên hành, hành viên thức đồ này kia đó, mình học từ cái mắt xích vậy, thì bây giờ mình nghe nói ở trong đạo Phật nhân và quả, hoặc là các pháp làm nhân, các pháp làm quả đi, vân vân, thì bây giờ chúng ta nhìn vào ở trong 12 chi này, chúng ta mới gom lại thành cái nào là nhân, cái nào là quả đó, cái nào là nhân, cái nào là quả đó, thành ra nó mới có bốn cái yếu đầu. Có nghĩa là bây giờ chúng ta gom gọn lại, mà các bậc thánh nhân ngày xưa đó gom gọn lại cho mình, mà bây giờ thì mình lại thấy nó dài quá đó. Hỏi vậy rồi sao mà đắc được đạo quả, quý vị? Chúng tôi nói chờ thôi, chứ hồi lúc trước đó chúng tôi học thì chúng tôi thật sự ra đó, quý vị biết không, đối với cái thập nhị nhân duyên này, ở trong cái lúc trước mà chúng tôi học mà được hòa thượng ân sư ngày dạy đó, là coi như là quý vị biết là tối ngày là cứ ôm cái quyển tập đó, viết xong rồi quý vị biết là đi mà coi nè, nằm võng mà coi nè, rồi coi đã rồi nó mệt nha quý vị, nó mệt rồi xong rồi mình không hiểu, rồi xong rồi đi ra ngoài bờ sông ngó ngó bờ sông á, là quý vị biết nhìn tàu chạy qua chạy lại, rồi xong rồi một lát rồi nó mới đỡ mệt, rồi xong mới vô coi nữa, mới mở cái quyển tập nó ra coi nữa, chứ không phải giỡn đâu, mà hình như là cả năm trời đó, cả năm trời đó, chứ không phải là một ngày một buổi đâu đó. Thành ra bây giờ đó, quý vị nghe nói bốn yếu đo hay là bốn cái yếu lược này, sân khê bát, cái là mình nghe mình thấy trời ơi cái gì nữa đây, 12 nhân duyên rồi, giờ đó, tính đã trải qua ba thời rồi, bây giờ đó thì còn gặp lại bốn cái yếu lược hay là bốn cái yếu đòn gì nữa, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái này là gom lại ở trên cái nguyên lý nhân quả. Bốn cái mối chính này, bốn yếu đòn, có nghĩa là bốn cái mối chính mà dựa trên cái nguyên lý nhân quả đó, đó dựa trên cái nguyên lý nhân quả đó, thành ra bây giờ chúng ta mới biết ra cái yếu lược thứ nhất là nhân quá khứ hay là các pháp nhân quá khứ. Vậy thì nhân quá khứ này là vô minh với hạnh, vô minh với hạnh là mình gom lại một cái yếu đó, nó thuộc về nhân quá khứ. Nếu mà so ra ở trên nhân quả bây giờ á, có nghĩa là mình chỉ có đặt câu hỏi nó gọn thôi đó. Bây giờ ở trong 12 chi của duyên sinh này đó, thập nhị nhân duyên này đó, giờ mình gom lại nhân và quả được không đó, thì rồi mình coi mình lựa ra 12 cái chi đó đó, bây giờ á, vậy thì các cái pháp nào mà thuộc về nhân quá khứ. Bây giờ chúng ta nè, chúng ta đặt ra câu hỏi, chúng ta ngồi chúng ta suy ngẫm lại, chúng ta có cái thân này ở đây, chúng ta có cái thân này ở đây đẹp hay là xấu, thông minh hay là không thông minh, rồi hạnh phúc hay là đau khổ, thì nó do đâu quý vị? Nó do cái nhân quá khứ mà cái nhân quá khứ mà mình đã học á, thì là cái chi nào chắc chắn là do ở trong đời trước mình vô minh và mình có ba hành động của khẩu ý, gọi là
gọi là hành. À, vậy thì chúng ta lược ra được, à, chúng ta lược ra được cái gì? Nhân quá khứ là vô minh và hành. Đó, rồi từ cái vô minh và hành thì nó mới cho mình, à, nó mới cho mình cái gì quý vị? Cho mình các cái pháp hiện tại. À, cái hiện tại ở đây nè, nói về, ví dụ như giờ là nói về cái ông A đó, thì ông A đó thì ở trong đó nó cũng gồm cái gì? Nó gồm thức nè, danh sắc ở trong đó nè, lục nhập nè, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập đó, vân vân. Nó rồi những cái sự va chạm xúc là xúc, rồi những cái cảm thọ. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng những cái cảm thọ của mình nè, thí dụ như sáng ngày hôm nay quý vị biết rằng chúng tôi bước ra ngoài là nó nhức đầu. Cái tiếng máy nó cắt gạch nó, rồi thợ nó làm chậm chạp. À, bữa nay là tới bữa nay mà chúng tôi xây cái chỗ đó là hôm nay là 4 tháng rồi. À, 4 tháng rồi. Tiền công không mà lên mấy trăm triệu rồi mà nó chưa xong. Thật sự ra những cái cảm thọ này những cái cảm thọ này nó nhức đầu lắm. Mà quý vị biết giờ mà còn vô đây giảng được là chúng tôi nhiều khi á, quý vị biết là chúng tôi nhiều khi là mình nằm mình tự khen mình luôn á. À, tự khen mình luôn á quý vị. À, đối với thí dụ như đối với những cái chỗ khác đó, đối với những cái chùa khác đó, do các ngài người ta tu tập ngày lâu, những vị hòa thượng người ta có uy tín, thành ra người ta có xây dựng cái gì đó, thì nó cũng đỡ. Đối với chúng tôi đó, thì quý vị thấy không, thì mình đi giảng nè, đi tụng kinh nè, nói chung là đi đủ thứ đó, rồi người ta cúng, người ta cúng rồi mình gom lại. À, mình gom lại, phải nói là giống như là mình gom lại từng đồng vậy đó, để mình xây dựng vậy đó. Thành ra đó, thợ nó cứ kéo dài riết, nó hãy mà ngày nào nó kéo dài là ngày đó là chúng tôi bị, nó kéo là chúng tôi giãn, nó kéo là chúng tôi giãn, nó kéo là người mình nó thung lại hết luôn đó. Mà không biết, nó làm càng ngày nó càng chậm quý vị. Nó thành ra đó, những cái cảm thọ này á, những cái cảm thọ này á, là mình thấy rằng là đúng là ngay trong hiện tại mình nhìn, do có cái pháp hiện tại mà mình nhìn thấy những cái cảm thọ này nó sanh lên. Nhưng mà mình đặt câu hỏi lại, tại sao mà hồi đó mình không xuất gia, trong một cái ngôi chùa hoặc là trong một cái vị hòa thượng, cũng như là thí dụ như là giống như là một cái những cái chùa mà lớn đi, nó đầy đủ tiện nghi đi, tại sao vậy? Tại sao mà mình không được vậy? Thì tại vì do cái nghiệp của mình quý vị, do cái nghiệp của mình. Giống như mà chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị nghe đó, tại sao mà quý vị sanh ở, những người người ta sanh ở bên Mỹ, những người người ta sanh ở Việt Nam, những người người ta sanh ở bên châu Phi đồ này kia đó, thì do cái nghiệp của con người hết. Cái nghiệp của con người. Nhưng mà chúng tôi cũng thấu lộ với quý vị một điều nha. Chúng tôi thấu lộ với quý vị một điều nha. Mình mà tạo phước nhiều đó, mình chọn cảnh giới tái sanh được nha quý vị. Cái phước mình mà nó nhiều đó nha, mình chọn cái cảnh giới tái sanh được nha. Quý vị đừng có tưởng giỡn nha. Cái điều này là chúng tôi, mình thấy cũng như ở trong Kinh Pháp Cú đó, quý vị thấy không? Cái vị đó, là coi như là ông gì mà có mấy người con gái mà đắc Tu Đà Quờn với Tư Đà Hàm đó. Đó quý vị thấy không, lúc đó chư thiên đem sáu chư thiên ở sáu cõi trời đem sáu cái chiếc xe hoa xuống đón ông, coi ông muốn lên cái xe nào. Đó, chứ không phải giỡn đâu. Đó. Rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề chúng tôi nói cho quý vị đó. Thì quý vị nhìn vô quý vị thấy khó. Nhưng mà thật sự ra đó, bốn cái yếu đoan này, bốn cái yếu lược này đó, hay là bốn yếu đoan cũng được, là có nghĩa là mình gom 12 chi này lại, nó cái nào nó thuộc về nhân quá khứ, cái nào nó thuộc về quả hiện tại, cái nào nó thuộc về nhân hiện tại, cái nào nó thuộc về quả vị lai. Chứ không có gì hết. Nhưng chứ không có gì hết.
ông cấp cô độc là ông cấp cô độc là quý vị biết là ông chứng tu đạo quần rồi, ông chứng tu đạo quần rồi là coi như là lúc đó sanh ông nguyện sanh từ cái cõi trời, từ cái cõi trời thấp nhất và cho đến cái cõi trời cao nhất, rồi ông mới viên tịch niết bàn ở ở trên cái cõi trời cao nhất đó. Ông cấp cô độc với bà quý sa kha rồi đó, là quý vị thấy rằng là coi như là những cái vị này á, bây giờ vẫn còn làm chư thiên tu đạo quần, chư thiên tu đạo quần trên cõi trời đó. Đó, những cái vị này á, cấp cô độc như là bà quý sa kha đó vẫn còn làm chư thiên tu đạo quần, chư thiên mà chư thiên tu đạo quần nha, ở trên những cái cõi trời đó. Tại vì bây giờ quý vị biết á, rằng là Đức Phật viên tịch á, tới ngày hôm nay là 2564 năm, thì tính ra những cái cõi trời đó mới có hai mấy ngày à. Giống như mình mới học được là 4 năm từng lễ gì à, đó 4 năm từng lễ nó tính cái cõi trời đó. Thành ra những cái vị đó còn làm chư thiên ở trên cõi trời nha quý vị đó. Bây giờ trở lại với cái 12 nhân viên đó, mà tại sao mà gom vào 4 cái yếu lược là quý vị nhớ không? Là tại vì chúng ta đem vào cái pháp nhân và quả, là nhân và quả. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi phân tích cái chỗ này mà quý vị mà không hiểu nữa là coi như là thua rồi nha. Tại bây giờ chúng tôi đặt câu hỏi ra nè, quý vị sẽ viết lên nè. Tại sao mà ở trong thập nhị nhân duyên mà phân ra 4 yếu lược nè, thì tại vì 12 cái chi này chúng ta gom vào cái gì? Nhân và quả nè, chúng ta gom vào nhân và quả. Rồi ở trong nhân và quả thì có nhân quá khứ, quả hiện tại, phải không? Rồi nhân hiện tại, quả vị lai, dễ thôi. Đó, dễ thôi. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô 12 chi đó. Chúng ta nhìn vô 12 chi đó. Rồi, chắc chắn là cái anh Vô Minh và cái chị Hành nè, đó là hai cái anh chị này nè, nó thuộc về nhân quá khứ. Nó thuộc về nhân quá khứ hay là các pháp nhân quá khứ? Các pháp nhân quá khứ. Đó, nhân quá khứ là Vô Minh và Hành. Rồi Vô Minh và Hành thì nó cho gì? Nó cho quả hiện tại hay là các pháp quả hiện tại. Rồi hiện tại này nó, rồi mình đem cái thân mình ra, mình đem cái thân mình ra để mà mình viết lên nè. Cái thân mình, cái sự hiểu biết của mình nè, là thức và danh sắc nè. Thức rồi danh sắc nè. Đó, rồi lục nhập nè, rồi xúc nè, rồi thọ nè. Đó, mình đem nó ra. Đó, đó, thành ra rồi bây giờ nó có nhân quá khứ, nó có quả hiện tại rồi, vậy thì nó đến cái gì nữa quý vị? Nó đến cái gì? Nó đến nhân hiện tại. Các pháp nhân hiện tại. Rồi, ở trong hiện tại này nè, ở trong hiện tại này mình là gì? Mình còn gì? Đó, nhân hiện tại này, ở trong cái nhân hiện tại này quý vị còn ái không? Còn. Rồi hãy mà quý vị mà có ái thì quý vị có chấp thủ không? Có. Rồi quý vị có chấp thủ thì quý vị có tạo nghiệp không? Có luôn. Rồi ghi vô đó, thấy không? Nhân hiện tại, nhân hiện tại là ái thủ nghiệp hữu, ái thủ nghiệp hữu đó, ái thủ nghiệp hữu đó, là biết rằng á, là bây giờ là mình nói, ủa cái nhân hiện tại là gì, tôi không hiểu vậy. Nhân hiện tại giờ mình xét đi, mình xét cái bản thân mình đi, mình sẽ có, mình hiện giờ mà mình có tham ái không? Có tham ăn, tham ngủ, tham cái nhiên cũng tham đó. Ái nam, ái nữ, ái đủ thứ, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, cái nhiên cũng ái đó.
Rồi khi mà mình ái thì sao? Mình có cái sự nắm giữ. Nga, mình có sự nắm giữ. Nói vậy chứ mình có sự chấp thủ dữ lắm quý vị. Nga, mình luôn luôn mình cũng muốn cái gì nó cũng nó cái gì nó cũng cũng là của mình đó. Hoặc là mình cũng muốn cái gì nó cũng phải nó thường còn hết. Nga, nhìn cái bông hoa đó, mình trưng ở trên bàn, mình biết hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, nhưng mà thật sự ra đến chừng ngày nó tàn mình cũng thấy nó tiếc tiếc, cũng ổn chứ quý vị. Đó, thành ra cái gì mình cũng có chấp thủ hết. Mà hãy quý vị mà có chấp thủ rồi làm sao, mình có chấp thủ rồi thì mình mới có những cái hành động này hành động kia, những cái hành động này hành động kia để mà mình để mà mình tạo ra cái đó, mình tạo ra hoặc là mình nắm giữ lại, thì cái đó gọi là nghiệp hữu, gọi là nghiệp hữu. Rồi vậy thì chúng ta có những cái nhân hiện tại ái thủ hữu rồi, vậy thì nó có cho quả tương lai không, nó có cho quả ở trong ngày vị lai không? Có, nó có. Từ ngay chỗ mà ái thủ nghiệp hữu này nè, ái thủ nghiệp hữu này thì nó sẽ đưa đến cái gì quý vị? Nó sẽ đưa đến chúng ta có đời sống sao. Chúng ta có đời sống sao, có nghĩa là chúng ta có sanh ra. Mà hãy chúng ta có sanh ra thì là chúng ta có gì? Có già và chết, là gọi là lão tử đó. Đúng rồi, có sanh thì có lão tử. Ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sao, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Có nghĩa là chỉ có đối với cái vị thánh nhân thôi. Cái vị thánh nhân mà coi như là đối với vị thánh nhân thì không có cái đời sống sao. Còn mình thì có đủ hết. Đó, thành ra bây giờ quý vị thấy khó nữa không? Quý vị có thấy khó nữa không? Nguyên Như đâu rồi? Nguyên Như có thấy khó nữa không? Nguyên Như lo đi đâu mất tiêu rồi. Có thấy khó nữa không? Có thấy rối nữa không? Dạ, cái gì mà dạ? Bây giờ có thấy khó, có thấy rối gì nữa không? Dễ tí. Thì ở trong 12 cái chi đó, thì nếu mà phân ra 4 yếu lược này là để làm chi? Để chúng ta đem nó vô 4 cái mối chính. 4 cái mối chính mà dựa trên cái nguyên lý nhân quả. Rồi, Hồng Thị Kim Nhung viết rất là nhanh mà không biết quý vị có hiểu không? Quý vị có hiểu được 50% không? Quý vị hiểu được 50% không? Hiểu được thì bắt đầu qua cái khác nha. Hiểu được thì qua cái khác nha. Rồi, như lúc đầu chúng tôi đã nói, muốn hiểu rõ bánh xe nhân duyên này thì phải phân tích qua 6 cạnh, 6 cái khía cạnh. Đó, 6 cái khía cạnh thì mình đã trải qua cái khía cạnh là 3 thờ rồi. 3 thờ thì gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai, có nghĩa là nói về cái sự trước sau. Trước sau nè. Rồi chúng ta mới vừa trải qua 4 cái yếu lược mà chúng tôi đã phân tích. 4 yếu lược có nghĩa là đem 12 chi đó để mà mình làm 4 cái mối chính. 4 cái mối chính để mà 4 cái mối chính đó mà dựa trên cái nguyên lý nhân quả. Đó, mình gom lại thành 4 cái mối chính là nhân quá khứ, quả hiện tại, rồi nhân hiện tại, rồi quả vị lai. Đó, 4 yếu lược đó, vậy đó. Rồi bây giờ thì chúng ta qua đến 3 tục đo. 3 tục đo, 3 thờ, 4 yếu lược, 3 tục đo.
ba tục đoan, đã học ba thờ, bốn yếu lược, rồi giờ đến ba tục đoan. Ba tục đoan bây giờ mình ghi đi, Hồng Thị Kim Nhung Quang Hỷ ghi đi rồi sư phân tích cho. Ba tục đoan sanh thí, ba tục đoan sanh thí, sanh thí cái chữ này nè, sanh thí đó, sanh thí chữ là ba tục đoan đó. Nếu mà đầy đủ là tí sanh thí, tí sanh thí đó là gọi là ba tục đoan. Ba tục đoan, cái ba tục đoan này á là có nghĩa là cái mối nối nhân quá khứ với quả hiện tại. Chúng ta ghi ba tục đoan. Thứ nhất là số 1 á, mối nối nhân quá khứ với quả hiện tại. Mối nối nhân quá khứ với quả hiện tại. Đó. Rồi. Hai chấm là chi pháp đó nha, hai chấm là chi pháp đó. Hành duyên thức. Hồi nãy chúng ta học về yếu lược á, thì chúng ta gom nó là nhân quá khứ, quả hiện tại rồi đó. Còn bây giờ á, thì chúng ta học cái này á, là chúng ta học về cái mối nối, cái anh này nói với cái chỗ kia đó, cái chỗ này nói với cái chỗ kia đó. Thành ra quý vị cũng như là quý vị có những cái câu mà mình nguyện á, phước báo mà mình đã trong sạch làm đây á, hãy là mối duyên lành giải thoát trong ngày vị lai đó. Đó, bây giờ á, mối nối từ nhân quá khứ với quả hiện tại, hai chấm là hành duyên cho thức nha. Cái câu đó là nó phải được đi nguyên một dòng vậy đó, nguyên một dòng. Vậy thì ở đây á, để chúng tôi giải thích cái chữ mà ba tục đoan trước cho quý vị. Ba tục đoan trước. Ba tục đoan này đó có nghĩa là cái sự mà tiếp nối, cái sự tiếp nối, hay là cái đúng ra đó là cái giống như là quý vị cái trục đó quý vị, cái hệ trục đó quý vị, cái tục đoan này á, thật sự ra nếu mà mình dùng á là hệ trục á, thì nó hình như là giống như là cái chỗ mà nó tiếp nối đó, cái chỗ mà tiếp nối á, thành ra nó dễ hiểu hơn, nó dễ hiểu hơn quý vị. Có nghĩa là vậy thì cái tục đoan này ở đây đó là cái hệ trục, hay là chúng ta hiểu là cái chỗ mà nó tiếp nối giữa nhân quả với nhau, thành ra nó được gọi là một tục đoan. Nó không phải xoay tròn quý vị. Có nghĩa là cái tục đoan này là cái gì? Tục đoan này có nghĩa là cái gì? Cái chỗ tiếp nối giữa nhân và quả với nhau được gọi là một tục đoan. Đó. Cái tục đoan là gì? Có nghĩa là chỗ nối giữa nhân quả với nhau được gọi là một tục đoan. Chúng ta có thể ghi đi, chỗ tiếp nối giữa nhân quả
với nhau được gọi là một tục đôi. Sự tiếp nối giữa nhân và quả gọi là một tục đoan, đúng rồi. Rồi vậy thì quý vị thấy hồi như hồi nãy chúng tôi đã nói là cái mối nối nhân quá khứ quả hiện tại là hành duyên cho thức, là hành duyên cho thức, thì ở đó nó là một cái là một một trục, là một cái hệ trục hoặc là một cái tục đoan. Đó, mà là một cái hệ trục, là một cái tục đoan. Đó, không biết hồi xưa học mấy cái chữ, mấy cái Hán ngữ này mai là chúng tôi còn nhớ, chúng tôi còn ghi chép lại đó. Rồi, rồi cái cái tục đoan thứ hai, cái tục đoan thứ hai là cái mối nối quả hiện tại với nhân hiện tại, là quả hiện tại với nhân đại. Cái tục đoan thứ hai là mối nối quả hiện tại với nhân hiện tại, thọ duyên cho ái, là thọ duyên cho ái, thọ duyên cho ái. Thọ duyên cho ái là một hệ trục, lập hệ trục. Nó chúng ta ghi đi. Mối nối quả hiện tại với nhân hiện tại là thọ hai chấm, thọ duyên cho ái, hay là từ thọ duyên ái là một hệ trục. Từ thọ duyên ái là một hệ trục. Từ thọ duyên ái là một hệ trục. Đó. Rồi, cái mối nối thứ ba, cái thứ ba là mối nối nhân hiện tại với quả vị lai, nhân hiện tại với quả vị lai, nhân hiện tại, mối nối nhân hiện tại với quả vị lai, từ hữu duyên cho sanh, hữu duyên cho sanh là một hệ trục, là một hệ trục. Mối nối nhân quả, dạ xin lỗi, mối nối nhân hiện tại với quả vị lai, từ hữu duyên cho sanh là một hệ trục. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta phân ra được ba cái hệ trục này rồi đó, là chúng ta phân ra được ba cái hệ trục này rồi đó, thì nếu mà chúng ta muốn bẻ gãy những cái hệ trục này, là chúng ta muốn bẻ gãy cái hệ trục này đó, thì ở trong đời sống của quý vị, thọ đừng có duyên cho ái, là thọ đừng có duyên cho ái, rồi cảm thọ gì nó sanh lên, đừng để làm duyên cho ái sanh lên. Đó, thì chúng ta biết được cái những cái hệ trục này rồi đó, ngay chỗ nào mà chúng ta cần bẻ, ngay chỗ nào mà chúng ta cần bẻ thì chúng ta sẽ bẻ thôi. Nó mới dễ quý vị. Thọ đừng có duyên cho ái. Ở trong đời sống mình tu tập, tu tập thì mình ráng lần này thi rớt lao thi đậu. Lần này thi rớt, lần sau thi rớt nữa,
Nhưng mà riết rồi từ từ cũng có ngày mình thi đậu. Đó, những cái cảm thọ mình đừng duyên cho ái nữa. Do có ái làm duyên là thành ra nó mới có những cái nghiệp hữu đó, mình mới tạo tạo ra những cái này cái kia, ái rồi nó dẫn đến cái sự chấp thủ, chấp thủ này kia mới tạo ra những cái nghiệp nữa, rồi nghiệp đó nghiệp hữu nó mới có sanh. Đó, thành ra chúng ta biết những cái hệ trục này này, chúng ta bẻ gãy, nói thì chúng tôi biết rằng là nói thì nó dễ, thực hành thì nó khó, nhưng mà mình thấy được những cái điều này thì lúc nào mình muốn thực hành thì mình cứ lấy ra để mà mình thực hành. Đó, vậy là ba tục đoan. Rồi, ba tục đoan. Ba tục đoan rồi, bây giờ thì qua tới 20 hành tướng, qua tới 20 hành tướng nha. 20 hành tướng này thì giải rồi. 20 hành tướng này chúng tôi thích 20 hành tướng này lắm. Chúng tôi nhớ là đã nhắc nhắc đi nhắc lại quý vị rất là nhiều. 20 hành tướng này, năm nhân quá khứ, năm nhân quá khứ vô minh hành ái thủ hữu. Năm nhân quá khứ vô minh hành ái thủ hữu. Đó, rồi quý vị, đó cái này á, cái hành tướng này đó thì rồi cái hành tướng này á thì đọc lại gì, 20 hành tướng là năm nhân quá khứ đó, năm nhân quá khứ ghi đúng rồi đó, năm nhân quá khứ là hai chấm là vô minh hành ái thủ hữu. Vô minh hành ái thủ hữu là đủ rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là học về cái chỗ này chúng tôi rất là thích, tại vì nó dễ quý vị, nó dễ. Có nghĩa là mình nhìn cái nhân quá khứ đó, mình biết là ở trong quá khứ đó mình bị vô minh nó chi phối, thành ra mình mới có những cái hành động, mình mới có những cái hành động, rồi nó hiệp trợ với cái sự tham ái nữa, chấp thủ nữa, rồi thành ra rồi nó mới tạo ra hữu, là có nghĩa là nó tạo ra cái nghiệp đi tới sanh đó. Nó thành ra nó được xếp vào ở trong năm nhân quá khứ. Thì năm nhân quá khứ này á, nó cho mình năm cái quả hiện tại. Năm cái quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nó tại vì cái này làm sao quý vị, cái này mình ngồi mình cứ đem cái thân mình ra để mà mình đặt ra ở đó để mà mình suy xét là mình sẽ thấy năm quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Đó, mình cứ biết cái nhân quá khứ vô minh hành ái thủ phủ đó, thì nó cho cái năm cái quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Đó, rồi bây giờ mình kiểm chứng lại ở trong cái cuộc sống này của mình, ở trong cái cuộc sống của mình á, hàng ngày mình sao, mình có còn bị vô minh nó chi phối không? Có, có còn bị vô minh chi phối không? Có, sao không có?
mình chưa có thấy rõ tứ đế, mình chưa có thấy rõ tứ đế, mình có vô, mình còn vô minh nè. Rồi hãy mà có vô minh thì nó có hành động, có hành động mà nó hành động này nó hiệp trợ với cái gì, với tham ái nữa, à, với tham ái nữa. Rồi chẳng những nó tham ái mà nó còn chấp thủ nữa, à, nó chấp thủ nữa, rồi rồi hữu nữa, à, do cái sự chấp thủ đó rồi mình phải đi đi làm thiện ác gì đó. À, thí dụ như bây giờ đó, mình thí dụ như bây giờ quý vị, ngay cả quý vị mà có những cái thiện chí cũng vậy nữa, à, quý vị cũng đi tạo ra những cái nghiệp. Ví dụ như giờ mình nghe nói cái vị đó là đệ nhất về thần thông đồ này kia, rồi mình cũng ước nguyện là mình được như vậy, thì khi mà mình muốn ước nguyện mình được vậy thì mình cũng đi tạo tạo những cái thiện nghiệp này kia, thì cái đó gọi là nghiệp hữu. Thành ra vậy thì ở ngay đời sống hiện tại này, vô minh mình cũng còn rồi, và nay chị Hà là cúng hả? Dạ. Nay chị Hà là cúng ha? Dạ. Dạ. Anh tưởng đi chơi Noel rồi chứ. Có đi Noel. Dạ. Dạ. Cha con nay Hùng Phước uống cơm cha với con thỉnh hai bộ tiền. Dạ. Con lĩnh thì con dắt con xuống không chịu. Dạ. Rồi sao không gì? Chị chờ một chút rồi sẽ qua bển nha. Dạ. 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 Xin lỗi. Rồi vậy thì năm cái nhân hiện tại, năm nhân hiện tại, rồi quý vị tự lựa ra coi ở ở trong đời này mình ở trong cái cuộc đời này đó mình còn gì gọi là cái nó làm cái nhân cho hiện tại này, nó còn làm nhân cho hiện tại này, quý vị lựa ra, quý vị bỏ vô đi, nó dễ quý vị, mình lựa ra mình bỏ vô. Đó, năm cái nhân hiện tại này á, thật sự ra đó là mình hồn coi mình coi sách cũng được, mà bây giờ mình học giỏi rồi thành ra mình biết rồi, mình lấy mình lụm bỏ vô thôi, mình xét lại coi mình coi như là vô minh nó cũng còn gì đã lụm bỏ vô. À, năm nhân hiện tại thứ nhất là vô minh. À, thứ nhất là vô minh. Rồi thứ hai là hàng ngày mình còn tạo nghiệp không, mình còn hành động thân khẩu ý không, còn từ vô minh thì nó chi phối tới ba hành thân khẩu ý của mình đó lậm, rồi còn luôn chấp thủ, còn luôn coi vậy chứ chấp thủ lắm, vô minh hành ái thủ, đúng rồi hữu đó. Cái này á, thật sự ra đó mình chỉ cần nhìn vô mình là mình biết, mình nhìn vô mình là mình biết liền, mình biết liền mà mình còn gì, mình còn gì. Thành ra nó quý vị biết sao, có nhiều người người ta hỏi ủa sao rồi? con nói ra mà mấy sư nghe mấy sư sân hay là mấy sư không tin con đồ này kia. Hỏi quý vị, mình học mình thấy rõ ràng vậy mà người ta chạy lên người ta nói với mình sư con giờ hết tham sân si rồi sư. Hỏi làm sao mà hỏi làm sao mà quý vị ngồi đó quý vị nghe được nó. Thành ra đó quý vị thấy không, bây giờ mà quý vị học như vậy nè, mà ai đó ở trong nhóm của quý vị mà cầm micro lên nói giờ mọi người ơi tôi hết tham sân si rồi, rồi hỏi mình á, thì nếu mà quý vị, những người nào á, mà người ta tánh tình người ta điềm đạm, người ta cười người ta hi hi thôi phải không, còn mà tánh tình người nào người ta kìm không được á, người ta nói thôi khùng quá đi xuống đi, khùng dữ quá đó. Thành ra đó là do cái con mình không phải là mình con người mình không phải là nó ngang tàn hay là nó sân quý vị, nhưng mà do mình học pháp mình thấy rõ rằng ở trong cái cuộc tu này của mình á, mình đang tu như vậy
Nhưng mà mình vẫn còn bị vô minh, vẫn còn bị tham ái, nó chi phối đủ thứ chuyện hết. Tu mà nói phải nói chứ học, rồi tu, rồi bố thí, rồi hành đạo, coi như là nó muốn phải nói là muốn chọc cái đầu luôn, nó muốn chọc cái đầu, nó muốn chết luôn, mà nó còn không có giảm được cái gì, nó còn không bớt được cái gì hết. Còn mấy người ở đâu mà tự nhiên là nhảy lên là nói tôi giờ tôi hết tham sân si rồi, hỏi giờ hỏi người ta nghe vậy sao người ta không nắm đó. Giờ quý vị nghĩ đi, đối với quý vị nè bố thí, quý vị cũng có bố thí nè, học pháp quý vị cũng có học pháp nè, sau khi học rồi nhiều khi quý vị cũng có hành đạo nè, rồi nhiều khi mình va chạm với đời mình cũng kham nhẫn nè, mình nói chung là đủ thứ đó. Mình cái gì mình cũng giống như là võ sĩ ở trên đài, thấy người ta đấm ở đâu là mình đỡ ở đó, mình né chỗ này chỗ kia. Đó là có nghĩa là mình tu cái pháp nào mình cũng ráng mình tu ở trong những cái pháp ba la mật, bố thí hay là trì giới hay là trí tuệ, học hỏi gì đó mình cũng ráng mình học đó. Mà mình mà tự nhiên cái họ không học cái gì hết á, họ không học, không làm gì hết, họ tự nhiên họ gặp mình cái họ nói con giờ cũng hết tham sân si, hoặc là tôi giờ tôi hết tham sân si rồi. Hỏi mấy vị nghe sao mấy vị không tức, nghe sao không tức nữa quý vị. Thì cái người nào mà người ta như là người nào mà người ta điềm tĩnh, người ta nói thôi thôi đi chỗ khác đi. Còn người nào mà người ta nghe rồi người ta không điềm tĩnh, người ta nói thôi khùng, đồ khùng, đi chỗ đi về đó. Thành ra có nhiều người hỏi ủa sao mà cái hội chúng ở bên Nam Tông nó ưa la người ta quá, ưa la người ta quá đó. Thì không phải là mình la quý vị, tại vì mình thấy mình biết rõ là người này là ba trợ, là ba trợ. Ở trong giáo lý mình học không có ai mà tự nhiên mà lỡ mà xưng là tôi là hết tham sân si đó. Thành ra mình hiểu rõ được cái điều đó, thành ra mình nói ba trợ quá nữa đó. Rồi từ cái nhân hiện tại thì quý vị biết là cái nhân hiện tại nó vậy rồi, quý vị biết ở tương lai quý vị có gì không? Quý vị có nhân hiện tại ha, là cái nhân hiện tại là vô minh ái thủ nghiệp hữu đó, đó hành đó đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong tương lai nó cho quý vị gì nữa? Cho quý vị làm đàn ông đàn bà gì đó. Thành ra mình gọi là trước tiên gọi là cái thức, có cái thức tái sanh đó, có thức. Rồi ở trong năm cái quả vị lai nè, thứ nhất nè là mình hình thành cái đời sống sau, mình hình thành cái đời sống sau. Vậy thì nó có thức nè, có danh sắc nè, có lục nhập nè, có xúc nè, có thọ đó. Quý vị ghi đi, năm quả vị lai, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó, bây giờ quý vị hiểu theo chi pháp thì quý vị hiểu cũng được. Quý vị hiểu cái quả vị lai là đời sau mình có thân nữa. Đời sau là mình cũng hình thành, mà không biết hình thành là nam hay là nữ thôi, mập lùn đẹp xấu, da trắng da đen gì mình không hiểu thôi, mình không biết. Nhưng mà mình biết chắc chắn đời sau có nữa, có cái thân này nữa đó. Vậy gọi là quả vị lai, quả vị lai đó. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta vừa ôn vừa học, vừa ôn vừa học tới đây thôi. Ráng đi, ráng đi, không biết phân tích ra gì rồi quý vị có hiểu được không? Chứ chúng tôi rồi vậy thì chúng tôi kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay ha. Sao mà nó mau thời gian quá ta, xây qua xây lại rồi thấy tới giờ cơm trưa nữa. Rồi dù gì thì cũng là một cái thời thuyết giảng, thành ra chúng tôi xin chúng con xin thành tâm dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chia đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý vị được an vui, quý ngài được an vui,
và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới vốn rồi quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Và bây giờ thì quý vị hỏi đi. Alo, dạ, con kính thưa sư, dạ kính chào đạo tràng, con sư xin thưa sư giải thích giúp con là con nghe cái hữu của thưa sư, có khi người ta nói là nghiệp hữu, có khi người ta nói là sanh hữu, dạ con kính thỉnh sư giải thích điều này giúp con, dạ con kính tri ân sư ạ. Và ở trong cái phần mà hữu đó là chúng ta nhớ là có nghiệp hữu và sanh hữu. Thì nếu mà ở trong cái phần nào mà nó thuộc về nhân đó, thì chúng ta phải hiểu nó là nghiệp hữu. Còn khi nào mà nó ở trong cái phần quả đó thì nó gọi là sanh hữu. Đó, nó dễ vậy thôi. Đó, chúng ta coi lại giống như là chúng ta coi lại cái tiêu chí đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái phần nhân nó cũng có hữu, thì lúc đó là nó là nghiệp hữu. Mà nếu mà ở trong cái phần mà quả đó mà nó có hữu không thì nó gọi là sanh hữu. Còn mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần quả nó không có hữu thì chúng ta biết rằng là lúc đó chỉ nói về nghiệp hữu thôi. Tại vì nó chưa có quả vị lai mà. Thành ra sao mà nói về sanh hữu được. Thành ra chúng ta chỉ coi lại cái pháp đó nó thuộc về cái pháp nhân hay là cái pháp quả thì chúng ta hiểu thôi. Rồi, bây giờ mời quý vị nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, nguyên như xin kính thay mặt đạo tràng tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng bài học của ngày hôm nay. Dạ bạch sư phụ, hôm nay sư phụ giảng cái chữ này con thấy con dễ hiểu hơn mấy bữa trước. Chứ mấy bữa trước là con ngồi con nghe nó bù bù, mà hôm nay con thấy dễ hiểu. Dạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ thưa con thấy bây giờ cũng thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ nguyên như con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Con xin kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ sư Pháp Tính, kính chào quý cô và quý Phật tử. Thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Tính rất nhiều. Sư đã từ bi hoan hỷ nhín thời giờ đến giảng dạy cho lớp học Phật Pháp. Phước báo vô lượng. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bao tu sắp ba lần rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà lu ba quê nã sa đà số thị bao quanh tu tệ bao qua tu sắp ba mằng ga lần rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm ma lu ba quê nã sa đà số thị bao quanh tu tệ bao qua tu sắp ba mằng ga lần rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang ga lu ba quê nã sa đà số thị bao quanh tu tệ
Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, một lần nữa thành thật xin cảm ơn sư Pháp Tính rất nhiều, và kính chúc sư luôn được an vui khỏe mạnh. Dạ. Và kính chúc đạo tràng lúc nào cũng an vui, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Dạ, mô Phật ạ. Dạ, mô Phật, trước khi mà Sức Nguyên Trang hồi hướng cho đạo tràng hôm nay, Nguyên Như xin kính báo chư vị là ngày mai lớp Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ, sa thú, sa thú. Con không biết tại sao tự nhiên cái nó mất sóng, nó bay ra khỏi rừng luôn. Con trước khi chị Nguyên Trang đọc kinh hồi hướng, con xin kính báo với đạo tràng là ngày mai lớp học Nguyên Như Kỳ Viên sẽ không có học lớp về diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Ngày mai là ngày Christmas. Dạ, mọi người sẽ nghỉ được cho tới thứ hai tuần sau và chúng ta sẽ quay học và quay lại học với sư phụ Pháp Thanh. Ngày mai không có học nha chư vị. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể đọc hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, sa thú. Nam mô Bích Thoa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chào con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Tính, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ, con xin sám hối, tại con cái đứa nhỏ ồn quá, con phải chạy vô trong phòng khác con đóng lại. Ya devata santi vihara vasini tu ve karepo thikare tahin tahin ta thamma dane na pavantu pucita so tin karonte thavihara mandale thera cha macca na vaka cha vitkavo saramika dana papati upata Gama cha de sa ni gama cha isaka sapa na puta sukhita fa wantu te. Chala puja ye pija anda sampa wa sanse da jata atawo papatika. Niya ni kam thamma warang patit jate sampe pidukha sakarontu sangkayang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha bung ga la. Sang kho ho tu sa mak go wa ar tha ya cha hi ta ya cha am he rak kha ki tu sa tham mô. Sap be pi tham ma cha ri no wo tin sam pa pu ne ya ma tham ma ri ya pa we di te. Idang no nyati dang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang no nyati dang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang no nyati dang hontu sukhita hontu nyatayo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng phước này đến cô Huệ Nguyễn, cầu mong cho cô
được tái sanh nơi nhàn cảnh, được tái sanh làm người, làm trời và gặp được chánh pháp của Đức Phật. Do sự phước báo của chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính chúc quý cô chú hôm nay là ngày 24 dạ New Year Eve, I'm sorry, Christmas Eve. Dạ, con kính chúc toàn thể đạo tràng, quý sư, quý cô chú có một ngày Giáng sinh vui vẻ. Dạ, tụ họp với gia đình. Dạ, con kính chúc mọi người có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và một lần nữa con kính tạm biệt đạo tràng, kính chúc đạo tràng có một một mùa lễ an vui ạ, thân tâm luôn an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin hẹn lại đạo tràng vào thứ hai tuần sau, là sư Pháp Thanh sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta về 37 phẩm trợ đạo. Và con xin xuống mít ạ. Và kính tạm biệt đạo tràng.